Chủ, còn có tên gọi khác là hát ả đào, hát cô đầu. Đây là loại hình nghệ thuật dân gian được hình thành và hoàn thiện cơ bản về lối chơi, cách hát vào thế kỷ thứ 15. Có ý nghĩa đặc biệt trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, gắn liền với lễ hội, phong tục, tín ngưỡng, văn chương, âm nhạc, tư tưởng, triết lý sống của người Việt. Ca trù không phải là văn hóa bình dân, mà ca từ của nó rất bác học và một sự phối hợp nhuần nhuyễn, đỉnh cao giữa thơ ca và âm nhạc. Trong suốt phần trình diễn của mình, người ca nương sẽ ngồi trên một mảnh chiếu, từ đầu đến cuối, mắt chỉ nhìn thẳng chứ không liếc ngang, liếc dọc, miệng chỉ hình chữ nhất. Một phiên hát ca trù nào thông thường cũng cần 3 người. Một người chơi đàn đáy gọi là kép đàn, một người gọi trống trầu gọi là quan viên, và một người nữ duy nhất hai tay cầm phách gõ đệm liên hồi, có lên giọng hát lảnh lót của mình, được gọi là đào nương hay ca nương. Cổ phách thì là do người ca nương sử dụng. Như quý vị có thể thấy, cổ phách thì gồm có một bàn phách. Phách này có thể được làm bằng tre hoặc là đều là có thể làm bằng gỗ, gồm một bàn phách như thế này, và gồm có hai dùi phách, một dùi tròn thì sẽ được cầm ở bên tay trái của ca nương, còn được gọi là phách cái, và một dùi mà được trẻ làm đôi chập vào nhau được gọi là phách con ạ. Cái cấu tạo đặc biệt hai dùi và có ba lá phách như thế này chỉ trong một môn nghệ thuật ả đào có, và cái việc trẻ làm đôi cái phách con đó thì tạo nên âm sắc khác biệt cho ca nương. Nó sẽ có nhiều cái âm sắc, tiếng hai tiếng của chiếc phách con sẽ đập vào nhau là tiếng lanh tanh hơn so với tiếng dùi. Vâng ạ, và đàn thì đã có ca đàn, và phách thì cũng có ca phách ạ. Xin mời kép đàn. Đàn đáy trong hát ca trù còn gọi là nhục cầm, tức là chơi đàn phải tốn nhiều gân sức để tạo nên những ngón đặc biệt phát ra âm thanh đẹp. Âm thanh đàn đáy trầm đục, nền nã, đi cạnh tiếng phách giòn cùng tiếng hát giọng kim hoặc giọng thổ đồng của người ca nữ sẽ tôn vinh nhau lên. Người quan viên tấm tắc có thể đánh một tiếng vào bên tai trống, chát hoặc là chát chát, ôi hay quá hoặc là rất hay, thì lúc đó thì đồng nghĩa với việc là sẽ thả những chiếc thẻ trù này vào trong chiếc chợ thao đồng. Thì khi mà càng nhiều tiếng chát thì các ca nương kép đàn càng cảm thấy nhiều phấn khởi hơn. Tiếng trống cuối cùng thì đã trùng với lại ca nương, tôi đi cho chẳng có tay ạ, hoàn toàn chính xác. Theo như các nhà nghiên cứu đánh giá rằng lấy chính cái người biểu diễn làm tên của bộ môn loại hình này, ả đào là cô gái mà thực hành, cô ca nương, cô đào nương, và cũng cái tên gọi này thì cũng là tên gọi duy nhất trong tất cả các loại hình nhạc của Việt Nam thể hiện giới tính, đó là giới tính nữ, đúng không ạ? Thực sự thì hát ả đào rất khó, khó ở bài bản, khó ở kỹ thuật, khó ở vốn tư liệu ít ỏi, và đặc biệt là khó ở cách tiếp cận nghệ nhân để được họ nhận mình làm học trò, để họ có thể tin tưởng truyền dạy nghề cho mình. Đó là điều khó hơn tất cả các loại hình bộ môn nghệ thuật khác truyền thống của Việt Nam. Tháng 10 năm 2009, nghệ thuật ca trù của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và xếp vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Ca nương Vũ Thị Thùy Linh là truyền nhân của nghệ nhân ca trù Nguyễn Thị Trúc, còn kép đàn Phạm Đình Hoàng
là truyền nhân của cụ Nguyễn Phú Đệ. Cả hai gặp gỡ và nên duyên vợ chồng và đều là thành viên của câu lạc bộ ca trù Phú Thị, Hà Nội. Câu lạc bộ ca trù Phú Thị thành lập từ năm 2014, đã qua hai cuộc liên hoan ca trù toàn quốc năm 2014 và 2018, đều đạt những hạng mục giải cao nhất, giải vàng, giải xuất sắc. Dù biết loại hình nghệ thuật ca trù kén người nghe, nhưng những thành viên của câu lạc bộ ca trù Phú Thị vẫn miệt mài thắp lửa đam mê tại một số phòng trà và chương trình âm nhạc ở Hà Nội. Đây là một trong những bộ môn nghệ thuật mà Viện trưởng Viện Âm nhạc Pháp đã gọi là đỉnh cao nghệ thuật của nhân loại. Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Phát, tổng thư ký đầu tiên của Hội Âm nhạc Việt Nam, gọi tiếng hát ca trù là tiếng họa mi của âm nhạc Việt Nam.